Lộc có mặt ở Phú Quốc cùng với đội nhóm chung với đi với Hường và tất cả mọi người học cùng, thì Lộc cũng có đôi điều muốn review về cái khóa học mà Lộc đang học, và có những cái khóa sắp tới Lộc cũng sẽ học cùng với đội nhóm nữa. Trước tiên á, để review về cái khóa học á, thì Lộc muốn chia sẻ một chút xíu về cái lý do và cái nhân duyên mà Lộc gặp được Hường. Là Lộc cũng được tìm hiểu những cái khóa học affiliate trên thế giới ở những chuyên gia nước ngoài về Việt Nam chia sẻ, và Lộc tin đó là con đường kiếm tiền có thật. Rồi sau đó Lộc mới tình cờ biết được Hường, và Hường sắp mở khóa 90 day up. Lúc đó thì để mà tin mà chuyển khoản cho Hường để mua khóa học liền thì Lộc không có. Đối với những ai mà đang có phân vân về cái khóa học này thì chắc chắn là cũng sẽ có tâm trạng giống như Lộc, là không biết là khóa này mình làm, mình học ra mình có làm được hay không, hoặc là đối với một người mới như Lộc không biết về Internet thì có làm được hay không. Và Lộc đang phân vân là có nên học của người nước ngoài hay là của một người Việt Nam. Tại vì lúc nào ai cũng xính ngoại hết, cũng sẽ học người nước ngoài thì có nhiều kiến thức hơn. Nhưng mà Lộc thì nghĩ ngược lại, Lộc chọn Hường là tại vì Lộc thấy Hường có sự tin cậy. Và Lộc nói là biết đâu được cô ấy hướng dẫn cho mình chi tiết hơn thì mình sẽ làm được thì sao. Và một lần tin là Lộc đã nói chung là đặt niềm tin vào Hường, và Lộc học khóa học này. Và Lộc cũng có những cái sale đầu tiên, Lộc không tin vào mắt mình luôn, nghĩ là không bao nhiêu không làm được, nghĩ là nó rất là khó về Internet. Nhưng mà Hường với một người cẩn thận, có trách nhiệm, thì Hường đã hướng dẫn từng bước từ một người không biết gì vẫn có thể làm được, và vẫn làm được song song hai công việc. Giống như nếu các bạn mà thích kinh doanh một cái lĩnh vực mà mình đang yêu thích á, thì vẫn có thể vừa kinh doanh cái việc mình yêu thích và kinh doanh luôn affiliate cùng với khóa 90 day up. Hiện tại đang có chương trình học online thì mình có thể học bất cứ lúc nào cũng được, chứ không phải phải đến trường hay đến lớp gì hết. Và Hường thì cũng thật sự là rất có tâm, không dừng lại ở khóa 90 day up. Hường tạo ra rất là nhiều hướng dẫn, cũng như là có những người ta có tâm thì Hường làm ra những khóa giống như là Ron Traffic, làm cho mọi người luôn luôn cập nhật update kiến thức. Và một điều nữa là không dừng lại việc học, mà Hường rất là tâm lý, là Hường đưa mọi người đi du lịch cùng với nhau và tạo tinh thần đội nhóm rất là tốt. Trong cái khóa học, trong những cái chuyến đi đó thì Hường vừa dạy cho mọi người và vừa trải nghiệm cuộc sống luôn. Thật sự là ai thích phong cách sống tự do, thích đi du lịch thì hãy đến với Affiliate với 90 Day Up. Dạ, cảm ơn mọi người.